Ui, đây là ROG Zephyrus G16 2024 các bạn ạ. Mình đã chờ chiếc máy này được cầm trên tay rất lâu rồi, và đến ngày hôm nay mình đã có cơ hội được cầm nó và trên tay nó cho các bạn. Thì sau đâu đó khoảng tầm gần một tuần chúng mình sử dụng, thì đúng, đây là một con máy với cái mức giá rất cao, nhưng nó là một laptop gaming cấu hình cực khủng mà nó rất mỏng nhẹ, nặng đâu đấy chỉ 1,86 cân mà thôi, mà dày thì chưa đến 2 phân. Rõ ràng là so với cái Zephyrus 2017, tức là Zephyrus đời đầu tiên, thì nó đã cải tiến hơn rất nhiều và đúng nghĩa là nó đã vượt bậc hơn so với tất cả những phiên bản Zephyrus trước đó. Nhưng mà sau đó 5 ngày sử dụng của chúng mình thì vẫn có vài điểm phải chê, và xin phép một cái wipe để vào video luôn nhá. Thì nếu như các bạn đã xem qua về chiếc Zephyrus G16 2024 này thì đúng, đây là chiếc laptop gaming 16 inch mỏng nhất và nhẹ nhất ở thế giới hiện tại, nhưng mình đã nói chưa đến 2 cân và dày cũng chưa đến 2 phân. Nó rất là tuyệt vời. Mà 16 inch, cấu hình thì khủng. Nhưng mà cái đầu tiên chúng mình phải chê đấy chính là với cái giá đâu đấy khoảng tầm 60 triệu cho phiên bản base, và đắt hơn một chút nữa mình đã chưa nhớ rõ giá, thì cái bản lề là cái mình cực kỳ khó chịu. Nó khiến cho mình chưa ưng được quá nhiều. Nhất là cái cảm giác nó bị rung rinh này. Nó sử dụng nguyên cái hệ thống bản lề của con G14 bê lên đây, chứ nó không sử dụng một cái hệ thống bản lề dành riêng cho G16. Thành ra là nó gánh được 14 inch thì cũng ok, nhưng mà nó bị rung rinh hơn quá là nhiều. Nhất là khi mình cầm máy lên này, nhất là khi mình cần phải di chuyển máy đi ra chỗ này chỗ kia chẳng hạn, như là đi mang vào phòng họp này, thì con máy này cảm giác nó bị rung rinh ấy. Tuy nhiên nhá, đây nó vẫn là một cái bản lề tương đối tốt khi nó vẫn có thể mở được bằng một tay, rất đơn giản và dễ dàng. Cũng như là nó cũng là một cái hệ thống bản lề có một cái chút độ lì để tránh cho cái việc gọi là nó bị quá mềm ẻo. Nhưng mà cái việc rung rinh này khiến cho mình đầu tiên đấy là nó hơi cấn, cảm giác nó chưa được bền lắm, chưa được tín lắm. Ok, xong cái thứ nhất, bây giờ chúng ta sẽ đến cái thứ hai, đấy chính là phần nhiệt năng. Đúng rồi, khi mà chúng ta đi đâu cũng gặp những cái video gọi là tản nhiệt của em này tốt thế, tản nhiệt của em này mát thế, sướng thế. Không, mình xin phép nói thẳng luôn là không. Nó chỉ mát khi mà chơi game các bạn manual nó lại, các bạn giới hạn hiệu năng nó lại, hoặc là chơi các tựa game quá nhẹ nhàng như là Liên Minh. Nhưng mà không, khi mình để turbo để cho hiệu năng của máy được đẩy lên mức cao nhất, thì đúng là cái phần kê tay này cũng như là phím điều hướng rồi AWSD khi mình di chuyển chơi game chẳng hạn, thì nó không hề có một vấn đề gì cả. Nó rất là mát mẻ, nó rất ok. Nhưng mà các bạn có thể thấy ở đây thì cái phần tam giác, tức là ở đây này cho đến chữ UI này rồi kéo lên đây, thì đây là cái vùng nóng nhất của máy, và nó nóng đến một cách vô lý. Bình thường laptop gaming nó chỉ nóng đâu đấy khoảng tầm 40 cho đến 43 độ là đã thôi nóng lắm rồi, mệt lắm rồi. Nhưng mà con này lên tận 50 độ cơ các bạn ạ. Đúng rồi, các bạn có thể xem trên hình ngay lập tức ở đây, thì 50, 51, thậm chí 52 độ nó cũng có thể đạt được. Bởi vì những chiếc laptop gaming thì chúng ta thường ưu tiên hiệu năng, và cái nhiệt năng nó sẽ là cái cản trở duy nhất dành cho cái máy. Đúng là TJ Max nó vẫn có thể đạt lên này, thì nhiều máy nó vẫn chịu được, nhưng mà mình cảm thấy hơi nghi ngại cho chiếc máy này. Bởi vì sao? 52 độ bề mặt cũng như là cái số lượng khe tản nhiệt của nó hơi bị khiêm tốn. Đúng là nó không còn ergolift nữa để nó nâng cái máy lên, tản nhiệt lên cho nó tốt. Nhưng mà đó, cái phần đáy tản nhiệt ở đây hút khí từ dưới lên và thải khí nóng ở phần dưới màn hình này, thì nó là cái số lượng khe thoát nhiệt cho con máy hơi ít. Lấy thì nhiều nhưng mà thải ra thì lại hơi ít. Thành ra nó bị om nhiệt rất là nhiều. Bảo là không nóng màn hình á, nó vẫn nóng bình thường các bạn ạ. Thế là đây là một cái mình cảm thấy là lo hơn rất nhiều so với việc gọi là cái bản lề rung rinh. Bản lề rung rinh thì fix thì nó cũng có thể là nhanh hơn, nhưng mà đây là nóng quá, hoàn toàn có thể gây hỏng phần cứng. Nhưng mà đấy là cái phần nhiệt năng, nó rất là căng thẳng, nhiệt nó rất là cao bởi vì hiệu năng phần cứng nó đều được đẩy đến mức cao nhất có thể trên con máy này. Và đây sẽ là cái phần khen. Với hiệu năng của nó thì không gì phải bàn cãi cả. Mình xin nhắc lại một lần nữa, với Intel Core i9 185H và RTX 4070 115W thì nó đã đẩy lên mức hiệu năng gần như tối đa, không chỉ ôn cạc mà cũng là của con chip luôn. Với TDP Max của con cạc là 115W, nó rơi ra khoảng tầm 15W so với cái power scaling tính từ bên Gyrotech là 100W, thì nó không khác biệt gì nhau cả. Nó chỉ thêm 15W để gọi là cho cái tính ổn định của con cạc nó sẽ tốt hơn thôi. Cũng như là cả CPU, bình thường với Intel Core i9 thì nó vẫn là một con chip kiểm soát hiệu năng cực kỳ tốt để quản lý pin này, dùng được pin trâu, con máy dùng được 5-6 tiếng chuyện bình thường với pin 90Wh cơ mà. Nhưng mà khi các bạn cần bung hết sức mạnh, giả dụ như là cần 65W điện này, hay thậm chí là hơn, có thể lên được tầm 90W điện cho CPU, giả dụ như với tác vụ liên quan đến CPU nặng hay là chơi game chẳng hạn, thì
ok, con chip này nó vẫn hoàn toàn thể gánh được, và các tựa game ở trên con máy này gần như không ngán một game nào, nhất là ở độ phân giải Full HD, thậm chí có thể lên được 2K nếu như các bạn muốn. Và nếu như các bạn có cảm thấy nghi ngại về cái nhiệt năng của nó thì mình có một cái giải pháp, đấy là Armory Crate luôn luôn có phần manual cho các laptop dòng ROG của họ, để chúng ta có thể tinh chỉnh làm sao cái lượng điện cho CPU và GPU chỉ dừng ở mức vừa đủ thôi, và hoàn toàn có thể config lại được mà, không vấn đề gì cả. Ngoài ra thì thiết kế mỏng nhẹ, màn hình sắc nét cũng là cái mà chúng ta cần phải nói đến. Thiết kế rất mỏng, rất nhẹ, rất sexy, nhưng cái màn hình sẽ là cái mà ăn điểm hơn tất cả những cái điểm trên mình vừa nói. OLED 240Hz 2K cộng và 100% DCI-P3 và 100% sRGB. Đây là cái thông số mà rất nhiều người mơ ước, bởi vì không chỉ chơi game ngon với 240Hz, độ trễ phản hồi thấp với 0.2ms đến từ nhà Asus, luôn luôn là màn OLED của Asus rất tốt, cũng như là độ bao phủ màu cao, hoàn toàn hỗ trợ tốt cho cái công việc anh em chơi game này, làm đồ họa này, dựng video hay kể cả làm phim, bởi vì 100% DCI-P3 cơ mà, đúng không? Và xin phép là với cái tầm giá này thì mình nghĩ là con Razer Blade có khi là ra chuồng gà luôn. Nói chung là ngoài cái việc chơi game ra thì cái màn hình này nó cũng khiến cho đây là một cái laptop cực kỳ phù hợp với các bạn content creator giống như mình. Giống như kiểu các bạn nào thích ROG hoặc là thích một cái gì đó nó phá cách, nó cá tính hơn một chút, với kiểu trông nó vẫn hơi MacBook nhưng mà đấy. Slash Lighting. Về cổng kết nối thì chúng ta cũng chả thiếu gì, thiếu mỗi cái cổng mạng LAN thôi, anh em hoàn toàn có thể mua hub. Có cả khe thẻ nhớ SD đầy đủ, full size. Bàn phím thì gõ ngon, gõ sâu, gõ sướng, cũng như là cái trackpad to hơn cả một con iPhone XS. Nói chung là khen thì khen đến thế thôi, nhưng mà với bản thân mình nhá, thì mình sẽ cực kỳ hoãn việc mua con máy này lại, bởi vì mình rất mong là Asus sẽ sửa đổi những cái lỗi mình vừa kể trên. Giả dụ như là bản lề rất rung rinh, cũng như là cái phần tản nhiệt của nó bị om nhiệt một cách hơi quá đáng. Thành ra đây sẽ không phải là một con máy mà mình dám đi cày bừa liên tục, bởi vì nhiệt độ nó om quá cao và mình sẽ nghi ngại đến việc hỏng hóc phần cứng. Mình rất mong là Asus sẽ sửa đổi cái phần này. Và nếu như là phiên bản này nó fix rất sớm, hoặc là G16 chẳng hạn, 2025 mà fix lại hết và có xịn hơn, thì chắc chắn đây sẽ là chiếc laptop Windows có thể nói là đỉnh nhất thế giới, có khi đỉnh hơn cả XPS ấy. Và các bạn nghĩ sao về những vấn đề mình vừa nêu trên? Và phần khen phần chê rõ ràng rồi, các bạn cứ comment cho mình ở phía bên dưới để chúng mình có thể thảo luận cùng nhau nhá. Và like và subscribe cho kênh Thinking Pro của chúng mình để có thể ra được nhiều video hay ho và thú vị hơn cho các bạn. Và mình là Duy Chiến Giả. Peace out.